Ê, cái gì nha? Ê, thấy 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 nha. Đang bật bật đồ lên, từ từ thấy thằng thằng chạy qua nó nhìn để mình văn. À, nó đứng nó nhìn để mình ngay cái cửa sổ này. Để mình sẽ làm một pha Lớn gì mình à? nhỉ? À, đây rồi. Đó, lại có lút đổi. Gặp gặp ôi vector chúng tôi. Các bạn đang muốn tìm kiếm một nơi mua Free Fire hỗ trợ tốt hay nhiều vòng quay hấp dẫn mini game thỏa thức cho anh em max cấp lại nhân phẩm thì hãy đến với shopanhpho.com. Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái channel của mình nha. Thì ngày nay mình tính là test cái khẩu MB gì ta, MB thần bài các bạn ạ. Nhưng mà sau khi mình bắn thử một vài trận là thôi, vứt luôn bạn ạ. Thực sự là mình thà xài cái khẩu 14k kim cương thì nó sẽ ok hơn. Đấy nên là kiểu cái khẩu đấy mình săn cho có thôi chứ mình không xài các bạn. Các bạn là MB mình cũng nhiều. Mà nếu mà đã xài MB thì chúng ta nên phải xài khẩu MB nó VIP chất chứ đúng không? Đúng. Thế nên là mình quyết định là mình xài MB mãi xà lên 77 đấy. MB có giá 2 triệu nó khác với MB 2k kim cương chứ đúng không các bạn? Nói chung là tiền nào thì của đấy. Mình cảm giác mình bắn MB mãi xà vẫn ok hơn là MB kia bạn ạ. Không biết là ở đây có bạn nào đã săn được cái khẩu MB thần bài đấy chưa? Nếu mà bạn nào săn được hết bao nhiêu kim cương thì anh em điểm danh xuống bên dưới các bạn nhá. Hôm nay sao kỳ ta nhỉ, thủ lúc này không có bóng ai luôn anh em ạ. Kìa, ê chà 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 chà, nghe có tiếng chân chạy lại ạ. Thế là có đứa nó vừa từ trên đồi chạy xuống nè. À, nó nhảy vào cửa sổ trong à đây. Mình sẽ làm pha cái liềm các bạn ạ, lâu lắm rồi bác nông dân chưa đi gặt lúa. Trời ơi. Được ngay lưới bạn, hình như là thế này bị bắn đầu yêu máu này. Nó chạy xuống bên dưới đây lúc đồ không có máu này bạn ơi. Chắc có lẽ mình sẽ qua bên phía cái chạm sóng ngay giữa khu gần làng gốm ở kìa. Ấy chà, thấy có bóng ai đó bạn ạ. Chạy đây nhặt nhẹ tí đồ đã. Mình sẽ kê đầu thế này, đâu rồi? Vừa mới thấy nó chạy đây. Ấy chà chà. Rồi ngồi xuống. Á đỉnh thì có lỗi. Bảo ngồi xuống nó ngồi thật. Nghe lời nhặt kìa. Trời ơi, chứ kê vừa kê cái đầu chứ bắn bạn ạ. À, tới chỗ kia sao không nhảy ra. Trời ơi, đang tính nhử nó bạn ơi. Ấy chà, ấy chà. Ok. Cũng ghê đấy mà. Nhưng mình cầm theo con pet, pet linh hồn suy thấu gì đấy. Mình không nhớ ăn đấy, bơm máu. Thấy nó bơm máu là đẩy lên luôn lên. Ui, trời ơi. Tính ra là hợp lý các bạn nhở. Cầm cái con pet này tên là gì ta? Tên là Long Thần Suy Thấu đúng không? Nếu như mình nhớ tên pet không nhầm là như vậy các bạn. Kiểu mình cứ bắn nhau ấy, để cái bắn nhau yếu máu. Bắt đầu mình canh lúc nào nó đang cuốn máu đó. Là nó sẽ hiện một cái chấm vạch đỏ lên. Sau đó mình đẩy lên là hợp lý luôn các bạn ơi. Thường ấy mình để ý là quanh khu thung lũng này nó có khá là nhiều đòn bo này. Qua bên phía đập thủy điện góc này xem có cái đòn bo nào không. Đường góc này cũng hay có một cái. Ôi xôi. Không có một cái nào luôn ạ, buồn thế em nhở. Sao ta? À mà quên mất bên trên nhà xe đây cũng có một cái này. Trên nhà xe đây không có luôn. Bịp thế ta. Đúng bịp luôn các bạn. Để mình sẽ chạy lên nốt cái góc bên phía trên cái nhà xí trên đây này. Nhà xí cái xe tải trên đây mà không có nữa thì chịu đấy. Không đúng, nãy check là bên dưới là không có một cái nào luôn. 3, 4 chỗ không có một chỗ nào có luôn. À đây rồi, có được một nơi ngon, trời ơi. Và vào đây nằm chờ bo là hợp lý đấy bạn. Vào đây chờ bo một thùng xong, ăn xem bo 3 về đâu là hợp lý này. Ui, đây có xì quẻ nữa nè, thơm. Chạy lại đớp nhẹ xem cái bo 3 nó về đâu đây anh ơi. Để mình sẽ kiếm quả làm cũ số. Wow, hình như là cái chữ, cái chỗ biển quảng cáo nó nằm giữa trung tâm bo đúng không các nhở. Ấy chà. Trận này mà mình lên cái biển quảng cáo mà mình kiểu hack bo top 1 thì hợp lý luôn các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ là 9 quả bom cũng kê của mình là không đủ các bạn ạ. Rồi mình cần đi kiếm thêm một chút bom keo. Ai chứ, đây có hai quả thính này. Đá nhảy hai quả thính này sẽ có keo không? Mình cần đâu đó là tầm khoảng 18 đến 19 quả bom keo thì mới lên được cái biển quảng cáo các bạn. À, với kinh nghiệm mà leo nó biển quảng cáo lâu năm của mình ấy thì nó rơi tầm khoảng kìa, này bị lút rồi. Tầm khoảng 10-18 quả bạn ạ. Nếu mà các bạn nói chung là trung bình là tầm khoảng 18 quả. Nếu mà các bạn đặt khéo hơn thì có thể là 17 quả lên được. Còn mình khuyên là các bạn lên chuẩn bị nhiều hơn một xíu. Tầm khoảng 20 quả đi thì mình mới ra là sẽ dư sức lên cái biển quảng cáo các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cần đi kiếm người này. Cần đi kiếm người để kiếm kill để còn kiếm đâu, kiếm bom keo chứ. Hello mọi người, thì hiện tại là mình đang thay đổi giờ livestream các bạn ạ. Thì chắc lẽ là mình sẽ đổi giờ livestream vào khung giờ là 5 giờ rưỡi chiều trên YouTube Anh Phò TV với lại là trên Buza luôn. Thì các bạn có thể xem mình trên hai nền tảng. Nhưng mà các bạn nào chưa đăng ký kênh Anh Phò TV ấy, thì các bạn hãy qua nhấp vào cái phần vừa giới thiệu ở phần kênh chính mình á. Để các bạn qua đăng ký kênh Anh Phò TV giúp mình nhá. Bỏ ra tầm khoảng 5 giây thôi đăng ký kênh và bật nút chuông lên để nhận thông báo khi mình livestream các bạn nhé. Hoặc là các bạn cứ tầm khoảng 5 giờ rưỡi chiều ấy là các bạn lên kênh Anh Phong TV, các bạn ngồi xem mình livestream các bạn nhá. Cảm ơn mọi người.
Bye. Ê, cái gì nha, thấy nha. Đang bật bật đồ lên, từ thấy thằng nó chạy qua nó nhìn để mình bắt. Nó đứng nhìn để mình ngay cái cửa sổ này. Thì mình sẽ làm một pha cái gì mới nhỉ? Đây rồi. Đó, lại có lúc đổi. Gặp ôi Vector chúng tôi. Xin cái ơi. Này từ nhà trên nhà đá người mơ trên nhà đá người. Lúc sát thì cái nhẹ. Ôi, đây rồi. Có bóng kẹt rồi quá đâu. Nhưng mà mình sợ nó ra chơi rồi. Như nào. Nhợt. Trời đất ơi. Được luôn anh em ơi. Làm nhẹ hai à, nãy giờ là 3 pha gần liền rồi đúng không nhở? Làm nhẹ 3 pha gần liền rồi. Uầy, thế thì có phóng lựu luôn. Thơm luôn anh em ơi. Thế này mình chưa lút hết bóng kèo bạn đấy rồi. Úi xồi, dư sức. Đổ bóng kèo lên cái biển quảng cáo rồi bạn ơi. Em mong là leo lên cái đoạn này không có đứa nào thấy mình có đoạn mình cầm. Ơ kìa, ấy hình như còn có đứa nó bắn bên góc nào đây. Ấy, đây thấy rồi. Vừa bảo xong có đứa nó bên trên nhà lỗ này. Nhưng bây giờ mình leo đến mà nhớ rồi. Ơ kìa, có tiếng sầm thanh bên tay trái mình nữa này. Không được anh ơi. Ê, trái phải đều có người nha, bây giờ mình phải cân nhắc. Để mình sẽ lấy con xe này, mình đẩy qua mình phóng lựu mình giết thanh niên trên nhà lỗ này. Thì mình lên cái nóc biển quảng cáo mới ra được này, đâu cái trên biển quảng cáo chứ. Ê, thằng khốn nạn này nó còn cố nó bắn mình vặn, thôi tới công chuyện rồi. Xin vĩnh biệt cũ, đừng có nát xem. Mày quá, tới. Thôi xong mày rồi. Ê, thằng nó láo thật các bạn ạ. Dám cản trở được thằng phèn leo lên biển quảng cáo. Cho ăn phóng lựu cái gì, ok. Sao lại không chết em nhở? Để té qua đây nhá. Ê, hình như nó nhảy xuống bên dưới đúng không? Mình nghe thấy tiếng chân nó chạy qua góc ở đây này. À đâu? À đây, hello ra chơi. Ok, bật C7 luôn. Nó dí mình. Bình tĩnh ơi. Ui. Tròn ở kia. Nó cái sắp nổ. Ui. Đấy mời, đúng rồi, nhảy đã. Ui. Cái gì đây? Trời đất. Tí nhả viên phóng lục ra là tới cục cức luôn rồi. Nó chạy lên bên trên nhà này. À đủ. Nghe tiếng chân nó sát lên trời. Nó chạy ngay góc lan can là bơm máu. Ơ kìa. Ui xồi. Mạng mình đâu có lag đâu ta mà phóng lựu một giây sau nó mới hiện các bạn ạ. Vãi cả trưởng thật. Kìa. Nó vây bao mọc keo này nó nhặt đồ kìa bạn. Thôi tới một chuyện rồi. Để xử đứa này xong là mình tranh thủ mình lên biển quảng cáo rồi này. Ơ kìa. Nó té ở đây. Một bé khổ lóc té vô quẹt. Ấy. Ui. Ui xồi. Ngồi xuống nó bắn tách đầu kìa. Ăn hai viên bác bảy đau lắm rồi. Chạy kìa. Nha, chạy đâu bé ơi. Ôi, nó keo nhiều thế. Bây giờ phải xử người nhanh để mình còn lên được quảng cáo này các bạn ơi. Hồi máu cái nhẹ đã nhá. Chờ nó chạy đi. Nó bây giờ nó bơm máu là nó bị lộ vị trí liền mà. Mình cầm cái pet long thần bạn. Đứng bên đây. Rồi xong rồi. Tới công chức. Ôi xời. Ông chùn mắc bảy cụ tổ vô tâm. Ui sửa giáp. Ui bọn này có bong keo nữa chứ. Chà thôi rồi được rồi. 23 quả là mình đủ mọi dư sức bong keo lên cái biển quảng cáo nữa rồi. Chà thôi liều ăn nhiều quá đây, chạy lên góc ở đây mình thử lên luôn này. Bây giờ mình cố gắng leo nhanh luôn các bạn nhá. 23 quả bóng keo lên mình sẽ đạp thoải mái đi, không cần canh gì hết đâu. Lên đến tầm khoảng 19-20 quả là hợp lý các bạn ạ. Tranh thủ lên không thằng này nó thấy mình nó bắn là tới công chuyện luôn. Mời mình lại còn cầm Alok nữa chứ. Nếu mà còn cầm anh bảy thì may ra còn lắc leo lên được nhá. Ui lên đây còn chưa đứa nào bắn hết. Hay em ơi. Được trời ơi. Đúng là câu của thầy huấn dạy liều ăn nhiều các bạn ạ. Ngoài bây giờ quả bóc cuối mà nó độ mình thì phải gọi là đúng là liều được ăn nhiều luôn các bạn ơi. Đó cái gì chúng ta phải nguy hiểm mạo hiểm một tí. Đấy, phải trải qua đắng cay một bùi mà. Ấy trời lên luôn. Hợp lý rồi nằm bên trên đây. Ê, cái liềm của mình có vẻ là hơi vừa vứt mỡ liềm đó này. Rồi bây giờ nằm chờ bo thôi bạn ơi. Mình chỉ có pha nhau kìa. Không được nha. Bây giờ mình không có giảm thanh mình bắn lộ ấy. Là mấy đứa kia nó ngó lên nó bắn mình rụng là còn là có gì tới một câu chuyện vậy. Nó bắn nó rùa vào đầu là xui luôn á. Trận này mà bo độ top 1 là uầy, bo cuối độ là hợp lý luôn. Bây giờ chờ bo xem như thế nào các bạn nhá. Xem nào, bo nằm về đâu đây? Nằm đập về cái đây. Ui xồi, đây rồi. Ai cha. Không biết nói gì luôn em ạ, không biết nói gì ngoài từ ông chùm mua bo. Trời đất ơi. Quẩy tính ra là pha mình chốt kèo liều ăn nhiều mình leo thẳng lên đây hợp lý phết các bạn nhỉ. Ui giời ơi. Thế này thì top 1 rồi chứ còn gì nữa các bạn. Nhưng mà không biết là chấm bo nó như thế nào các bạn nhá. Biết là bây giờ là chấm bo cuối nó như thế nào này. Thằng bé nó chạy bo vào đây này. Ok bây giờ là mình bắn là hợp lý rồi bạn ơi. Xin cho em ạ. Ok. Ấy, xin lại cài đạn. Trời đất ơi. Phải lặng nhẹ cái mạng cho bạn. Ui giời ơi. Hợp lý rồi anh em ơi. Sorry, bây giờ chờ cái bo thôi. À mà không, mình nghĩ khả năng là chờ. Nếu mà chấm bo không độ mấy thì mình vẫn lấy được cái top 1 các bạn ạ. Trừ khi nó đập sát về bên phía cái quả bóng keo tí bên kia thì hơi hơi khó thôi.
Nhưng mà mình nghĩ là mình đang nằm ở trung tâm bo này, thì mình nghĩ là tỷ lệ là được cho mọi người. Bây giờ cho bo đốt cái nhẹ này. Bo thu về góc này. Sao bo thu chậm chậm ta? Chà, người thấy mùi là chấm bao cuối nó lại đổ rồi bạn ạ. Người thấy mùi là chấm bao cuối nó lại đổ rồi. Ui, nằm xuống cho chắc này, không phải khiến nó lấy góc nó bắn vào đầu mình. Rồi đưa máu thôi. Đá mình máu top 1 rồi các bạn ơi. Top 1 rồi chứ còn gì nữa. Top 1 trong tầm tay. Trời ơi, trận này thằng fan nhân phẩm như thế này mà các bạn không để lại cho mình một like kèm theo đó đăng ký kênh và bật nút chuông lên thì hơi phí các bạn ạ. Ấy, xin nhảy cái top 1, xin nhảy cái top 1. Trời ơi. Được chưa các bạn? Như vậy đã đủ mang danh là ông trùm mua bo chưa? Được chưa mọi người? Fan Rosie, ông trùm mua bo, cụ tổ tay bo các bạn ạ. Sao? Được liền. Thì thôi, chắc là video này của mình cũng xin cấp tạm đây thôi các bạn ơi. Bạn xem video này của mình thì đừng tiếc gì cho mình một like, một share và một dưới. Và nhớ đăng ký kênh và bật chuông lên các bạn nha. Để nhận thông báo mỗi khi mình ra video mới nhất các bạn nha. Chào các bạn nha. Chiến thật đấy.